và mình đã gắn bó với nơi đây cho đến tận lúc về hưu. Nơi đây đã có biết bao nhiêu sự đổi thay, nhưng đối với mình, nó vẫn không hề thay đổi. Nó vẫn là ngôi nhà của ngày xưa. Anh ơi, anh đâu rồi? Anh đây nè. Mắc gì mà anh kéo em vô đây sớm vậy? Anh muốn chúng ta đến đây lúc chưa có ai, chỉ có anh với em thôi. Làm gì? Anh với em chơi bắn thun hả? Để chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm của ngày xưa. Những năm 80 đó, em còn nhớ không? Hên xui à? Có cái nhớ, có cái không? Hình ảnh đầu tiên mà anh không sao quên được, đó là con đường xuyên đất nước đã đưa anh vùng đất biển xinh đẹp này. Nó là con đường sắt nối miền Nam Bắc chứ gì? Nó không chỉ là con đường sắt đâu em, mà nó còn là những kỷ niệm của ngày xưa nữa. Anh bắt đầu già rồi đó. Người ta thì không nhớ, đi nhớ con đường sắt. Chính nơi đây đã đón nhận chúng ta đã sống và làm việc và trưởng thành, rồi thành vợ thành chồng và sống với nhau cho đến tận bây giờ. Táo có tìm gì mới không? Em nhìn xem, tình mới. Tình là hình ảnh của bài chúng ta. Công ty cổ phần cấp nước đóng vốn điều lệ từ 630 tỷ lên 750 tỷ chị ơi. Tiếng gì mà giờ đồng ngân không hơn anh chị? Đó là lần đầu tiên anh đặt chân lên mảnh đất vũng cầu. Anh là người gần cối xanh đúng không? Đúng rồi đó em. Gặp giám đốc à? Vâng. Gặp giám đốc? Vâng. Thôi,
ngại lắm. Thôi, vài em đợi anh vài năm nữa nhé. Khi anh lên trưởng phòng rồi thì vô tư đi. Đúng trưởng phòng này à? Đúng rồi. Thôi thế thì nếu thế thì anh làm việc ở xí nghiệp xây lắp à? Thế thì anh có thể nào mà dẫn bọn em đến mấy cái công trường của anh được không ạ? Được, đi theo anh nhé. Rồi. Em còn nhớ không? Ngày đó dù là một kỹ sư nhưng mà tất cả các công việc từ khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt chúng mình đều phải làm hết và tất cả đều trồng lên chiếc xe cốc cả tàng và theo anh khắp thành phố này. Sao em quên được? Chiều nào bụng cũng đói còn cào mà vẫn phải chờ anh đến tối mịt để được đèo về trên chiếc xe cốc cả tàng đó. Chúng ta cứ cần sống bên nhau.
Ôi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, hai chúng anh thấy già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng vui 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 vui. Giờ em đã là vợ đầy chồng, áo trắng màu dâu tổng hoa, nhà không quê anh đi hòa ca. Mời ba đưa em lắm được theo, ấy là thành đám cưới người quân mỗi nhà. Anh biết sao người ở bao giàu, tình yêu ấy ngày gian bằng giàu, buồn thay là ta đã buồn lạc nơi này. Từ ngày ấy giờ mình phung bay, chúng ta dù trong sự yêu thương, cùng công tác cùng về chung đường. Em đâu bên vợ cho chung mình, cùng chung sức cùng đồng một lòng thì còn gì vui. Chậu nhôm đã chúc mừng hai đồng chí cảm ơn cơ quan ạ.